Vâng, xin chào tất cả quý vị, các cô, chú, anh chị và khán giả. Chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an. Ngay khi ca sĩ Nguyên Vũ bị những cái thành phần giống như Thành Guitar, là cái người mà các anh chị em đã tìm ra cái tung tích của cái anh chàng này. Thành Guitar cũng là một người trong giới nghệ thuật. Mình thực ra thì mình không biết tiếng tăm của cái anh này, nhưng mà anh này mang cái nick tôi là tôi rồi đi xúc phạm đến ca sĩ Nguyên Vũ thì đã được rất nhiều cô chú anh chị và mọi người bênh vực và đứng về lẽ phải. Trước khi nói cái điều này thì xin chúc cho cô chú anh chị và các bạn luôn sức khỏe, bình an. Trong cái nội dung của video hôm nay thì chúng ta sẽ có khá nhiều điều quan trọng để trò chuyện với nhau về những tính chất, mức độ của câu chuyện. Trước hết, trước khi vào cái phần trò chuyện trực tiếp thì cũng xin nói với tất cả cô chú anh chị và các bạn, ở thời điểm hiện tại là thời điểm cơ quan chức năng đang điều tra những cái sự việc và đang tiếp nhận những cái hồ sơ liên quan đến việc Hồng Loan phản tố trong cái câu chuyện và thụ lý những cái đơn của Hồng Loan đối với nhà báo Bình Hương Hòa. Và mấy ngày hôm nay thì Bình Hương Hòa đã im hơi lặng tiếng như kiểu là chó cụp đuôi rồi đó. Như cái kiểu là chó cụp đuôi, như giống như là một con chó chui gậm trại rồi. Nói câu này thì nó hơi nặng nề, nhưng mà thật ra với những cái con người nhìn với cái khuôn mặt và cái cách thức của một người như cái nhà báo bẩn này thì tôi chỉ có thể gọi là như vậy thôi, không thể gọi được hơn được mọi người. Thật ra thì không thể gọi được hơn được nữa, không thể dùng cái từ nào nó nhẹ hơn được đối với nhà báo Bình Hương Hòa này. Bởi vì là một người phụ nữ, chỉ với những cái hành động mà chị ta lên mạng xã hội ấy, mà chị ta nói như vậy thì tôi thấy nó là đê tiện, bẩn thỉu. Bởi vì nếu như nghe thì thà chị ta đưa tin thì nghe từ cả hai phía luôn, đến đưa tin từ phía Hồng Loan luôn. Nhưng đây là chị ta đưa tin một chiều thì chắc chắn là chị ta phải đớp, phải ăn cái gì rồi. Cho nên là chị ta mới bắt đầu là xúc phạm Hồng Loan theo một cách một chiều. Chứ còn chúng tôi vẫn nói rằng là bây giờ kể cả phía mẹ con cô Sáu hay là Hồng Phượng có rất nhiều IT fan. Nhưng nếu tôi làm tin về họ, đặc biệt là những kênh YouTube hay là cái cách mà chúng tôi nói, chúng tôi không có xúc phạm, chúng tôi không dùng những cái kiểu lời nói vô học như của Bình Hương Hòa. Cho nên là cô chú anh chị và các bạn yên tâm, thực ra thì Bình Hương Hòa bị mời lên và sẽ phải làm việc dài dài, chứ không phải là ngày một ngày hai đâu. Cô chú anh chị và các bạn nên nhớ rằng là Hồng Loan mới có vài cái đơn kia thôi, vài cái đơn kia thôi mà đã phải lên cơ quan chức năng làm việc liên tục, bị triệu tập liên tục. Thì đừng có nói là Bình Hương Hòa lên khai xuống và khai phải khai đủ thứ luôn á nhá. Cho nên là chúng ta cũng thấy rằng là đó là một cái sự việc mà chúng ta cần phải theo dõi trong cái thời gian tới, và hy vọng là cơ quan chức năng sẽ đưa bà này vào sọt cho nhanh, đúng không ạ? Trở lại những cái vấn đề chính mà hôm qua cô chú anh chị và các bạn đang rất quan tâm, khi mà mọi người quan tâm đến những cái vấn đề là câu chuyện là có một cô khán giả, cô ấy xuất hiện nói rằng là Hồng Loan là con ruột. Thì trước khi vào cái video thì em cũng phải nói là cô chú anh chị và các bạn như thế này, bây giờ con nuôi con ruột đều không quan trọng nữa, đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên tất cả chúng ta đều mong Hồng Loan là con ruột của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Bởi vì nếu như là con ruột của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì nó chắc chắn một điều là chị ấy thừa hưởng cái gia tài đó là đơn giản, là đúng, đúng không ạ? Một điều nữa mà cũng phải nói với cô chú chị và các bạn là hôm qua em có xem cái đường live của chị Trang Vina, trên kênh của Trang Vina, là em thấy rằng là cô khán giả kia đã, cô đã trò chuyện. Đó cũng là một cái cơ sở để chúng ta tin và chúng ta hy vọng. Con ruột thì chắc chắn hơn con nuôi. Đấy, nói vậy, nói trêu vậy thôi. Nhưng nói nuôi ruột nó đều không quan trọng. Những cái điều mà để cho cô chú ý chị và các bạn biết là bản thân Etam Vlog không hề giấu mọi người. Bữa trước em cũng đã làm một hai video vấn đề này, nhưng mà không có cái câu chuyện là mẹ của Hồng Loan lên kênh này lên kênh kia để ca thán đâu. Thực ra đó chỉ là những người khán giả người ta bức xúc thôi, chứ mình chưa bao giờ đưa cái video hay cái lời của một người nào tự xưng là mẹ của chị Hồng Loan cả. Nhưng hôm trước thì bản thân Etam Vlog đã nghe từ chính chị Ni, chị ấy kể rất là rõ, chia sẻ rất là rõ, và chị Ni cũng đã nói là chị ấy cũng xác nhận thì Hồng Loan là con ruột. Mình thì mình tin lời chị Ni, mình tin vào những gì chị Ni đưa ra. Bởi vì tại sao? Chị Ni cũng giống như là Loan, hai trong một, một trong hai đó. Thế cho nên là mình chỉ muốn xác nhận với cô chú anh chị và các bạn là đối với Etam Vlog thì Etam hy vọng là con ruột Hồng Loan là con ruột của nghệ sĩ Vũ Linh. Bởi vì chúng ta thấy rằng là nếu là con ruột
thì nó là một cái điều rất là tuyệt vời để cho chúng ta có một cái gì đó an ủi đối với câu chuyện của Hồng Loan. Và chúng ta cũng không nói đến cái câu chuyện nuôi ruột trước mặt Hồng Loan để tránh làm tổn thương ở trong cuộc. Ở đây thì chúng ta chỉ tham khảo, và hãy nhớ rằng là bản thân chị Ni khi chị đã nói thì mình tin là như vậy. Mình dựa vào một cái cơ sở này nữa của chú chị và bạn, và có một người bạn ấy đăng như thế này. Vào năm 1994, lúc đó mình cũng 14 tuổi, mình đã ái mộ nghệ sĩ Vũ Linh lắm. Tức là chú Vũ Linh. Vô tình mình nghe chị gái làm tạp vụ phụ các cô bảo mẫu cho các em học sinh ăn ở trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn về nói với mình vậy nè: "Hiếu ơi, Vũ Linh có con rồi nha, là con gái tên Hồng Loan." Cái mình nghe hết hồn, mình hỏi lại: "Ủa vậy chú Linh có vợ rồi hả?" Lúc đó tự nhiên mình cũng hơi buồn vì thần tượng đã có vợ. Rồi bà chị kể tiếp: "Con của Hồng Nhung tên Hồng Phượng, nó đánh đá lắm mày ơi, nó ăn hiếp con Vũ Linh hoài." Lúc đó mình nghe là mình đã thấy tức rồi. Mình còn nói sao, chị ở không canh chú Vũ Linh đón mà mét. Chị nói thấy có bà Vũ đưa đón và cũng kể sự việc trên trường như thế nào. Nói thật lúc đó mình cũng nhỏ, nghe xong câu chuyện đó là mình ghét con Hồng Phượng tới giờ. Sao nối ngôi mình mới biết tới cái bản mặt của nó, sau này đám ma chú mới biết mặt Hồng Loan đó. Thì nhắc đến bà Vũ thì bữa trước có một cô là cô cũng giấu tên. Thật sự là bản thân Etam Vlog không biết là những cái sự việc này nó sẽ như thế nào, nhưng mà những người trong cuộc thì họ mới có thể biết được. Cô ấy cũng nói nhắc đến câu chuyện các bà Vũ trong câu chuyện đưa đón Hồng Loan đi học, và cũng là bà Vũ bế hay là phúc gì đó cho cố nghệ sĩ Vũ Linh. Thế cho nên là câu chuyện ở đây thì chúng ta cũng chỉ tham khảo thôi, để tránh làm buồn trong những người trong cuộc nha cô chú anh chị và các bạn. Nhưng cái quan trọng nhất, nuôi hay ruột, thì bây giờ chúng ta mới lại phân tích ở cái góc độ này. Phân tích ở đây là phân tích cái lòng tham vô đáy của những người hãm hại Hồng Loan trong câu chuyện nuôi và ruột. Tất nhiên câu chuyện pháp luật quy định con nuôi, con ruột, con trong giá thú, ngoài giá thú đều được thừa hưởng tài sản di chúc cha mẹ để lại. Tài sản cha mẹ để lại sau khi qua đời đều là như nhau, nhưng họ muốn dùng chữ nuôi, chữ ruột nó khác chỗ nào? Thứ nhất, đó là chữ nuôi, con nuôi. Mà trong câu chuyện thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều cô chú anh chị và các bạn bàn tán rằng là Hồng Loan đã bị chính những người này chơi một cái trò, đó là mượn truyền thông để nói rằng Hồng Loan là con nuôi. Và từ cái câu chuyện đó thì sẽ khiến cho mọi người hiểu rằng Hồng Loan là con nuôi, và sau này họ sẽ gieo những cái tiếng xấu cho Hồng Loan, đúng không ạ? Và khi họ gieo tiếng xấu cho Hồng Loan thì chúng ta lại hiểu rằng con bé này nó là con nuôi, cho nên là nó đối xử với cha nó có ra cái gì đâu đó. Thế nhưng mà họ quên mất một điều là xã hội bây giờ khác với xã hội cách đây 20 năm trở về trước, khi mà cái công nghệ thông tin nó chưa được phổ biến. Họ cho rằng là con bé này là con nuôi, nó láo lắm, nó nứt mắt ra, đã chơi bời, đã phá phách, cho nên là chú ấy không tôn trọng, không thương nó, không để lại tài sản cho nó đó. Và sẽ có cái câu chuyện ở đây là giống như là bày mưu tính kế để hạ Hồng Loan nhé đó. Mình mới nói ở đây trong cái câu chuyện, nhưng khi mà họ làm như vậy thì họ lại không nghĩ đến những cái căn nhà mà cố nghệ sĩ Vũ Linh đã phải bán đi để trả tiền cho họ đó, những cái căn biệt thự đã phải bán đi để trả tiền cho họ. Họ quên mất một điều là như vậy đấy. Họ cũng quên mất một điều là Hồng Loan rất giống chú Tư, bác Tư hay là cố nghệ sĩ Vũ Linh đó. Mà tôi thấy rằng là có những cô chú chị và các bạn nói rằng giống cô Sáu thì cũng có khả năng là giống đó. Thế còn người kia thì tôi lại thấy giống cái ông Quang Minh hơn là giống cô Sáu. Con gái giống cha thì giàu ba họ, nhưng mà chưa biết là giàu ba họ hay không. Nhưng mà bây giờ thì ai giàu ba họ thì chúng ta lại thấy nó khác rồi. Lúc trước thì chúng ta cứ tưởng là Hồng Loan sẽ nghèo kiếp xác họ, mà đúng hơn là họ nghĩ như vậy, Hồng Loan sẽ nghèo kiếp xác và khổ muôn đời. Nhưng bây giờ thì nó lại ngược lại rồi. Và những cái hình ảnh mà Hồng Loan nhìn rất giống cha thì gợi cho cô chú chị và các bạn nghĩ tới những cái điều gì, đúng không ạ?
chúng ta phải gợi, chúng ta phải nhìn vào những cái hình ảnh đó thì chúng ta mới thấy rằng là nó có những cái điều rất 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 là khác biệt. Trở lại với vấn đề câu chuyện không, chúng ta lại lạc mất cái vấn đề. Tức là ở đây, trong cái câu chuyện, họ biết rõ ràng rằng nếu Hồng Loan là con ruột, họ sẽ không có quyền nói về câu chuyện truyền thông. Chúng ta phải nhìn sâu xa vào một chút là nếu Hồng Loan là con ruột, bản thân họ nói là con ruột, thì họ sẽ không có cái cớ gì để nói Hồng Loan, đúng không ạ? Bởi vì con ruột thì người ta muốn hưởng, muốn sử dụng cái tài sản đấy như thế nào, đấy là việc của người ta. Đó, còn họ muốn kiếm cớ con nuôi là mang gieo cho Hồng Loan cái tiếng xấu đã. Trước hết là gieo cho Hồng Loan cái tiếng xấu, sau đó xảy ra những cái câu chuyện là họ sẽ đem truyền thông vào để áp đảo Hồng Loan. Bởi vì Hồng Loan không có cái gì về truyền thông cả. Cũng thật sự là Hồng Loan không biết về truyền thông và cũng không giỏi truyền thông. Họ là những cái người làm về truyền thông, họ biết rõ những cái vấn đề đó. À, thế cho nên là họ mới bày ra cái mưu, hoặc là đưa câu chuyện giống như là cái câu chuyện của chúng ta, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn đó, thì họ sẽ đi trước về truyền thông. À, ngay từ đám tang của cố nghệ sĩ Vũ Linh là sẽ gieo vào tiềm thức của tất cả các khán giả đó là Hồng Loan là con nuôi, đúng không ạ? Và khi gieo vào tiềm thức của khán giả rồi thì sau này họ muốn nói những cái câu chuyện xấu về Hồng Loan đều được, giống như cha cái ông mà chồng của bà Bún Bò, mà cô chú anh chị và các bạn hay gọi là cái thằng cha đó, cái thằng cha chồng của bà Bún Bò đó mà đập tay đập bàn đó để nói đấy. Đấy mới là cái mà chúng ta cần quan tâm. Họ gieo cho cái tiếng xấu rồi sau đó thì sẽ gây cái sức ép đối với Hồng Loan, và từ đó buộc Hồng Loan phải ký vào cái việc là đồng sở hữu miếng đất chứ không được đồng sở hữu căn nhà, đúng không ạ? Nhưng họ cũng quên mất rằng là Hồng Loan nhìn như vậy thôi, mảnh khảnh như vậy thôi, nhưng ít ra cô ấy đã có những anh chị em đứng sau tư vấn. Thứ nhất là Bình Tinh, thứ hai là Vũ Luân, mà phải nói ở đây là những người có lương tâm để giúp Hồng Loan. Chúng ta phải nhìn thẳng vào như vậy, tức là những người có lương tâm sẵn sàng đứng ra giúp Hồng Loan, không vì cái lợi nhỏ nhoi và không vì những cái đê hèn của một con người, của một nhóm người, mà sẵn sàng đứng ra để hỗ trợ Hồng Loan cất lên tiếng nói. Đó mới là cái mà chúng ta cần nhìn. Bởi vì những người như Bình Tinh hay anh Vũ Luân, khi họ xuất hiện lên như thế này, họ cũng mất đi một cái gì đó, một số ít khán giả, nhưng nó không bằng cái lương tâm con người, họ sẽ không bị cắn rứt. Đấy. Thế cho nên là cái quan trọng nhất ở đây là chúng ta nhìn thấy họ dùng mưu mô này để hạ Hồng Loan về mặt truyền thông. Đấy. Sau đó thì bắt đầu mới đến câu chuyện trong gia đình. Và khi hạ Hồng Loan về mặt truyền thông không được rồi thì bắt đầu mới dùng ra những cái câu chuyện mày chỉ là một đứa con nuôi, ngày xưa tao đã chăm sóc mày, tao đã giúp đỡ mày, mẹ con tao, anh tao, em tao, cháu tao đã giúp đỡ mày, mà mày không biết đường, mang ơn, mày lấy ơn trả oán. Thì bắt đầu là mới ra những cái câu chuyện tiếp theo là cái câu chuyện mất tiền, đúng không ạ? Thì đó mới bắt đầu ra những cái câu chuyện mất tiền. Và khi mất tiền rồi thì mới có cái cớ để khiến cho Hồng Loan vừa lụi bại về mặt truyền thông, vừa lo âu về cái mặt pháp luật. Lo âu ở cái chỗ là khi Hồng Loan lo về cái vấn đề pháp luật rồi, Hồng Loan sẽ sợ sệt và không biết phải làm thế nào thì sẽ phải thỏa hiệp với họ. Đây là một cái nước đi mà tôi phải nói rằng là rất cao tay nếu như ai đó tính toán để hạ Hồng Loan trong cái câu chuyện đó, đúng không ạ? Họ vừa dùng cái câu chuyện truyền thông, vừa dùng cái câu chuyện pháp luật để đe dọa Hồng Loan và khiến cho cô ấy phải chùn bước. Nhưng mọi người quên mất một điều, những cái người đó quên mất một điều, đó là tham quá thì thâm, mà đa dâm thì thế nào rồi, cô chú chị và các bạn biết không ạ? Đúng không ạ? Tham quá thì thâm, bởi vì họ chỉ muốn dồn Hồng Loan đi đến một cái chỗ đường cùng. Thì luôn luôn chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta dồn bất kể ai hay bất kể cái gì khi đến con đường cùng đều nhận cái giá hay là cái kết là người đó sẽ phản lại. Con vật đó cũng sẽ phản lại, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng vậy. Đấy là cái mà họ quên mất. Và khi câu chuyện đó thì nó diễn ra thì chúng ta đã thấy cái câu chuyện nuôi ruột
là họ luôn nhắm đến. Bởi thế cho nên tại sao cô cháu gái luôn chia sẻ những cái khoảnh khắc ở bên cạnh cố nghệ sĩ Vũ Linh, khi mà thấy Vũ Luân, đơn giản thôi, khi mà thấy Vũ Luân lì xì cho con của Hồng Loan thì ngay lập tức cô ta cũng mang con của mình ra để khoe. Ví dụ như là một cái bạn biết như thế này: thấy người ta mang con đi dự tiệc này kia được Vũ Luân lì xì, cũng bày đặt úp bài khoe Ruby được cậu thương. P ơi em đừng mang con mình ra để lấy lòng thương của thiên hạ, người ta thương cậu và con em vì lấy cậu và con em ra làm bia đỡ đạn cho mọi người bớt chửi em. Trẻ con nó không có tội, con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Em cũng lớn rồi, bớt sân si người khác đi. Cả chồng lẫn vợ trả ra cái gì, sao mà dạy con đây. Đừng nên dạy con theo cách sống sân si tham lam của người khác giống hai vợ chồng nữa. Đó. Đấy mà khi người ta phát hiện ra là người ta nói như vậy. Còn hôm qua khi mà Etta Vlog chia sẻ một cái đoạn có cái hình ảnh, có cái hình ảnh mà mấy người trong gia đình chụp chung á, thì các anh chị em họ lại post lên như thế này: Phượng post bài tìm đặc điểm trong những tấm hình này dùm em. Ý Phúc là ám chỉ những lần gia đình vui vẻ với nhau thì có cậu Năm và có 5 người, không có Loan. Bạn tôi phát hiện là có một tấm hình này đã bị xóa Loan và một người nữa để còn lại 5 người. Đó. Thì không biết là cái tấm hình xóa đó thì nó là cái tấm hình mà nó chỉ có cái phông nền đường trắng đằng sau á. Mình không biết rõ nha cô chú chị bạn, không biết có phải xóa hay không, nhưng mà có những người người ta phát hiện ra như vậy. Và tôi thấy Phượng thâm độc muốn dẫn dắt lũ ve đến suy nghĩ rằng Loan không gắn bó với ba của Loan, chỉ có đám chỉ có đám người họ thôi. Nhưng mà Loan ở riêng, mấy người ở chung tất nhiên mấy người sẽ có dịp với ba Loan nhiều hơn. Phượng tham lam có được 4 tấm hình đúng ý đồ là quá đủ rồi, ráng sửa thêm tấm thứ 5 để bị phát hiện. Phượng u mê, mình có thể đoán được lúc này Phượng đang ngồi rối bời, nghĩ ra cái bẩn nào thì làm liền, không cân nhắc và xem xét. Rõ ràng trong mấy tấm hình có mấy người hớn hở, chứ ba của Loan thì miễn cưỡng, đó mới là đặc biệt, đó mới là đặc điểm đặc biệt của tấm hình. Thì mình cũng thấy như vậy nha cô chú chị và bạn. Một cái điều mà mình thấy là nó khá buồn cười là trong những cái thời điểm bình thường như thế này thì rất nhiều ca sĩ nghệ sĩ họ sẽ khóa đi cái bình luận của mình và tránh tương tác và hạn chế tương tác với khán giả. Thế nhưng mà ở đây thì cô cháu gái này thì luôn sẵn sàng tương tác đấy. Luôn sẵn sàng tương tác và thậm chí là đôi khi là có những cái là sẵn sàng đáp trả luôn cả khán giả. Thì mình thấy là nó xứng đáng bị mọi người ta lên án thôi. Nó đơn giản như cái ông Sạc Thành thôi. Đơn giản như cái ông Sạc Thành thôi. Ông ta post một cái bài đó là xin lỗi mọi người ha. Ông ta post được một cái bài đó là áo này có phải Phượng may không, thì Phượng ngay lập tức là dạ không phải, hi hi, của con màu đỏ hơn. Thì tất nhiên là những người, thực ra là bây giờ chỉ có những người đó chơi với nhau thôi, chứ còn không ai là người ta là những người bên cạnh kia là người ta không còn nữa, không còn ở bên nữa. Thật ra là những cái người mà người ta trước kia người ta đã từng xem mình là bạn thì có lẽ là giờ người ta sẽ không bao giờ xem những người này là bạn nữa. Cho nên là họ nên biết chừng mực, biết ở cái mức độ nào để cần làm, cái nào nên làm, cái nào không, đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta cứ ở đó là chúng ta kêu gào, chúng ta cho rằng là chúng ta là những người thế này, là những người đức độ, hoặc là những người chính trực, không phải đâu. Dù gì đi chăng nữa thì